Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình chuyên về game bài tài xỉu nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau kiếm tiền với con game bài iWin, hay còn được gọi là iWin 68 nha. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm được con game bài iWin, anh em hãy nhanh tay nhấp vô phần mô tả phần bình luận, mình có để đường link để cho anh em đăng ký tham gia trải nghiệm kiếm tiền cùng mình. Ngoài ra thì mình còn có một group chuyên phát lọc cho anh em, nên anh em hãy tranh thủ ở đó anh em đọc. Còn bây giờ trước khi mà vào với con game bài iWin, mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một số sự kiện. Anh em bấm vô phần một sự kiện nè, anh em có thể vào đây báo danh, có thể chia sẻ Facebook mỗi ngày anh em lấy thêm được 3.000. Ngoài ra thì còn có thêm cho anh em rất là sự bất kỳ cái trò chơi nào trong con game bài iWin có điện tổng cược, có thể vào đây quay được cái sự kiện vòng quay kim cương, vòng quay vàng, vòng quay bạc để mà lấy thêm được rất là nhiều tiền khuyến mãi nha anh em. Đấy, cơ bản như bây giờ một vòng quay kim cương như vậy cũng được 83.000 nè. Đây đó là sự kiện VIP Club, anh em cố gắng làm sao mà lên được cấp độ VIP càng cao anh em lại càng nhận thêm được nhiều lương tuần, cùng với sự kiện cây tiền thưởng nào sinh nhật và quà cuối năm. Còn bây giờ thì anh em ta lại tiếp tục để mà vào đục tài xỉu nha anh em. Thì vừa vào thì mình đang gặp về một cái nhịp cầu đi về gọi là cầu 33 này, 233. Thì bây giờ anh em ta thử nuôi về gọi là cầu 234 để xem thử là có đi về cầu 234 được là không nha. Đấy, trước mắt là cứ phải nuôi cái nhịp cầu đi về là cầu xỉu trước đã. Cầu này thì nó quay ngược lại về cầu tài nha anh em, nhưng mà đi về lại 11 điểm về cầu tài, thì tức là cái mốc 11 điểm về cầu tài này thì nó vẫn có khả năng là sẽ còn đảo lại đi về gọi là cầu 311 nè. Nên là bây giờ là mình lại dồn tay này đi về lại cầu xỉu nè, để mà nuôi về gọi là cầu 311 nha anh em. Tiếp tục tay này về lại cầu xỉu để thử xem là cái nhịp cầu này nó còn đi về lại cầu xỉu được hay là không. Cầu này thì đã đi về lại được cầu xỉu, nó đang phát sinh là một cái nhịp cầu đi về gọi là cầu 311 nè. Bây giờ anh em ta thử nuôi về gọi là cầu 312 để thử xem là cái nhịp cầu này có đi về cầu 312 được là không nha. Đấy, cứ trước mắt là vẫn phải nuôi cái nhịp cầu này đi về là cầu xỉu trước để mình cầu này thì đã đi về lại được cầu 312, thì cơ bản là bây giờ nó đang đi về gọi là cầu 121 ngay cái đoạn cầu này anh em ơi. Thì bây giờ anh em ta thử nuôi về gọi là cầu 212 để thử xem là có đi về cầu 212 được là không nha. Thì bây giờ là trước mắt là mình sẽ quay ngược lại tay này đi về lại cầu xỉu nè, để mà nuôi về gọi là cầu 212 để thử xem là có đi về cầu 212 được là không. Thì cơ bản là bây giờ nó lại quay về lại cầu tài rồi, thì bây giờ nó đang lại đi về gọi là cầu 122. Mà trong khi là cái nhịp cầu này đã đi về lại cầu 122 thì anh em ta lại một lần nữa quay ngược lại tay này về lại cầu xỉu để xem thử là cái thời điểm này nó còn đi về lại cầu xỉu được hay là không nha. Nên là bây giờ là mình vẫn sẽ tiếp tục ngược lại tay này về lại cầu xỉu thôi, để xem thử là cái cầu xỉu này nó còn có tiếp tục là đi về bờ được hay là không nha, hay là lại đi về gọi là cầu 222. Thì cầu này đã đi về gọi là cầu 222 rồi đây nha anh em. Anh em có thể xem được là bây giờ này, một lần nữa nó về ở đây là cái mốc điểm 8 điểm về lại cầu xỉu nè. Thì bây giờ là một mình sẽ tiếp tục nuôi ngược lại cái tay này về lại cầu xỉu để xem là cái thời điểm này nó còn có khả năng là đi về lại cầu xỉu được hay là không. Đấy, quay ngược lại tay này về lại cầu xỉu thêm một lần nữa. Ui dồi ôi, tay này thì nó lại đi về lại cầu tài rồi anh em à. Đấy, thì bây giờ là nó đi về gọi là cầu 211, thì cái trước mắt là mình sẽ đảo ngược lại tay này về lại cầu xỉu để mà theo về lại cầu 11 để thử xem là cái nhịp cầu này nó còn đi về lại cầu 11 được hay là không nha. Thì cái trước mắt là vẫn hơn đánh cái nhịp cầu để về lại cầu xỉu một lần nữa để thử xem là còn đi về lại cầu xỉu được hay là không. Đấy, ui rồi ôi, tay này nó lại đảo trong tay đi về cầu tài rồi anh em à. Mà tôi phải công nhận là cái dấu hiệu mà tỷ lệ giữa cái mốc 15 và 15 và 13 13 như vậy đấy, thì dạo gần đây là nó hay xuất hiện rất là nhiều nha. Thì tức là theo kiểu giống như là nó cứ hay có một tỷ lệ gọi là đi chung mà nó tự động nó bệt luôn anh em à. Bình thường thì những cái thời gian trước đó thì mình để ý là cái mốc 13 nó hay thì đi về để cậu xỉu, và cái mốc 15 cũng vậy. Nhưng mà dạo gần đây thì thấy là trực tiếp nó bệt rất là căng luôn. Đấy, điển hình là mình phải thua lại hai cái nhịp này gần 10M nè. Thì bây giờ mới lấy lại được một nhịp vào đây anh em à. Anh em xem nè, vẫn là một cái nhịp cầu đi về cầu 13, nhưng mà thấy không, vẫn là một cái mốc 13 điểm nữa. Sợ anh em chứ, tôi là cái người theo kiểu mà gọi là
rất là kiểu không thích con số 13 nha anh em, nên là mỗi lần mà gặp được cái con số 13 là cảm giác là nó không có được vui lắm nha anh em, mà cho dù là nó có xuất hiện được cái tay mình ăn ấy nhưng mà cũng cảm giác không có vui ấy. Thì bây giờ nó đi về gọi là cầu 14 nè, đây vẫn là một lần nữa đi về 13 điểm về cầu tài anh em thấy chưa. Thì bây giờ là sẽ thử nuôi về gọi là cầu 15 để thử xem là cái nhịp cầu này nó có đi về cầu 15 được là không nha, nên là bây giờ mình sẽ quay ngược lại tay về lại cầu tài một lần nữa để mà nuôi về gọi là cầu 215 nè. Rất là đông anh em thì lại theo về lại cầu xỉu rồi, nhưng mà mình thì mình vẫn theo về lại cầu tài để mà mình nuôi về cầu 215. Thì cơ bản là nó không có phát sinh về lại được cầu 215 nha, mà lại đi về gọi là cầu 41 nè. Anh em ta lại nuôi về gọi là cầu 412. Anh em ta lại nuôi cái nhịp cầu đi về lại cầu tài để mà nuôi về cầu 412 thôi. Và cái thời điểm này là mình vẫn đánh lớn để làm gì, để cho những anh em nào mà người ta đang muốn căng được đi về lại cầu tài thì người ta cứ việc căng về lại cầu xỉu, thì người ta cứ việc căng cầu thôi anh em. Một là anh em ta ăn nhiều, hai là anh em ta mất nhiều thôi, thì nó luôn luôn gọi là song song với nhau mà anh em. Đấy, cơ bản như bây giờ hai cái nhịp này mất 17 m khá là căng nha. Cầu đang đi về cầu 42 này, mạnh dạn nuôi về gọi là cầu 43. Và cái thời điểm này là một lần nữa là mình lại gửi tất cả tài sản của mình vào tay này đi về lại cầu xỉu đấy, để xem là cái thời điểm này có thể ăn lại được tay này về lại cầu xỉu được không nha. Đấy, thì hiện tại là về lại tài tài thì đã hơn được 12 m đấy, rất là ok đúng không anh em. Thua 17 m thì hầu như là đã ăn lại được 12 m rồi đây. Thì tạm thời nói chung là cái số tiền đó cũng gọi là cái số tiền lãi của mình thôi nha anh em đấy, chứ nó không phải là cái số tiền gốc đấy. Tiền gốc thì mình vào đây với loanh quanh là tầm 33 34 mà mình nhớ đâu đó. Thì bây giờ anh em thấy đấy, thì vẫn đang đánh trên lãi mà, nên cái cảm giác đánh vẫn là bình thường anh em mà. Bây giờ nó có bắt sai nhịp cầu nó thua thì những cái nhịp cầu sau thì vẫn có cách để có thể lấy lại được đấy. Thì cơ bản như bây giờ anh em có thể xem được là đã đi về gọi là cầu 44 rồi nè. Thì sau khi mà đi về là cầu 44 được rồi, anh em ta mạnh dạn anh em ta nuôi về gọi là cầu 45 thêm một lần nữa, mình lại dí ngược lại tay này đi về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 45, để xem là cái thời điểm này nó có khả năng nó còn đi về cầu 45 được là không nha. Đấy, một số anh em thì theo về lại cầu tài nhưng mà mình thì mình vẫn theo về lại cầu xỉu để mà theo về cầu 45 này. Ui dồi, không đi về lại cầu 45 được rồi đây mà. Nhưng mà lại đi về gọi là cầu 441, đi về 14 điểm về lại cầu tài. Đi về 14 điểm về lại cầu tài thì bây giờ anh em ta hướng ngược lại tay này về lại cầu xỉu này thêm một lần nữa. Tay này đi về lại cầu xỉu để thử xem là còn có khả năng là nó sẽ trôi về lại được cầu xỉu là không nha anh em, nên là vẫn tiếp tục dí ngược lại về lại cầu xỉu thôi. Ui dồi ôi, lại là cầu tài anh em à. Anh em xem nè, từ đầu tới giờ nè, đây nè, cái cụm 15 nè, cụm 13 là 4 nhịp, cụm 14 là bây giờ vẫn là 2 nhịp rồi. Mà tôi rất sợ anh em là riêng về những cái mốc mà 15 và 14 và 13 là tôi cực kỳ gọi là cảm giác không vui anh em, mà tại vì những cái mốc điểm như vậy nó đi rất là loạn cầu. Một số trường hợp thì nó lại đi về cầu tài, một số trường hợp thì nó lại đi về cầu xỉu. Đấy, thành ra là nó rất là loạn cái nhịp cầu đấy, lại là một lần nữa đi về 14 và 13 điểm rồi đây. Nhưng mà không sao, nói chung là tới thời điểm này ít nhiều anh em ta đã có được một cái ngưỡng lãi khá là ok ở đây, nên là chắc chắn là bây giờ là mình cũng sẽ chốt lãi thôi nha anh em. Đấy, riêng về cái nhịp cầu hôm nay tôi thấy là rất khó đoán thật sự luôn. Đây nè, toàn là đi về các cái mốc ví dụ như 13, 13 điểm và 14, 14 nè. Mà bình thường anh em để ý đấy, những cái mốc điểm như vậy là tôi đâu có hề bắt đâu. Đây, lại một lần nữa đi về 13 điểm nè, anh em xem đi. Đấy, tôi chỉ nán lại thêm một xíu để mà xem cho rõ thôi, nên bây giờ dù gì thì cũng đã có lãi rồi, nên là mình cũng sẽ xin phép anh em là kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai, anh em ta lại tiếp tục kiếm tiền với con ngày bạn IP nha anh em. Xin chào và bye bye anh em.